Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những nội dung chính sau. Trung Quốc cấp giấy phép hoạt động cho Pi Những thông điệp thúc đẩy đằng sau thành công của mạng Pi. Sự công nhận chính thức và ý nghĩa của giấy phép mạng Pi tại Trung Quốc. Chuyển tiền điện tử. Với giấy phép này, Pi được phép cung cấp dịch vụ chuyển tiền điện tử trên khắp Trung Quốc điều này có nghĩa là người dùng Pinduoduo có thể thực hiện chuyển tiền dễ dàng và an toàn hơn bằng cách sử dụng P-Coin làm công cụ thanh toán. Dịch vụ này được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu quả của giao dịch tài chính và đẩy nhanh việc áp dụng tiền điện tử tại Trung Quốc. Thanh toán thương mại tài chính ngoài chuyển tiền điện tử Pinduoduo còn được cấp phép cung cấp dịch vụ thanh toán thương mại tài chính. Điều này bao gồm các khoản thanh toán cho cả giao dịch thương mại trong nước và quốc tế. Với dịch vụ này, Pingwu có thể trở thành giải pháp thanh toán thay thế nhanh hơn và tiết kiệm hơn so với các phương thức truyền thống. Tác động tích cực đến người dùng và nền kinh tế. Sự dễ dàng và bảo mật của các giao dịch. Giấy phép hoạt động được cấp cho mạng Pi mang lại nhiều lợi ích cho người dùng họ có thể tận hưởng sự dễ dàng và an toàn khi thực hiện các giao dịch tài chính cho cả mục đích cá nhân và kinh doanh pingwok cũng cam kết liên tục cải tiến công nghệ và dịch vụ của mình để đảm bảo trải nghiệm người dùng tối ưu thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế với giấy phép này trong tay pingwok có thể góp phần thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số mang pi mở ra cơ hội mới cho các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng và dịch vụ dựa trên tiền điện tử mà người dùng trên khắp Trung Quốc có thể sử dụng. Hơn nữa, với việc sử dụng P-Coin ngày càng tăng, nền kinh tế kỹ thuật số ở Trung Quốc được dự đoán sẽ có sự tăng trưởng đáng kể. Cam kết tuân thủ quy định của Pi Network, tuân thủ các quy định của địa phương. Việc có được giấy phép hoạt động tại Trung Quốc thể hiện cam kết của mạng Pi trong việc tuân thủ các quy định của địa phương. Mạng Pi hợp tác với chính quyền địa phương để đảm bảo rằng mọi hoạt động của mình đều đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định hiện hành. Bước này không chỉ củng cố niềm tin của người dùng mà còn mở đường cho việc mở rộng hơn nữa trong tương lai. Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư là một phần của việc tuân thủ quy định. PDWorks cũng ưu tiên bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng với việc triển khai các giao thức bảo mật nghiêm ngặt Mạng Pi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân và giao dịch của người dùng khỏi các mối đe dọa và vi phạm. Tương lai của mạng Pi ở Trung Quốc Với giấy phép hoạt động này, Pi Network sẵn sàng khám phá nhiều cơ hội mới tại thị trường Trung Quốc. Cộng đồng Pi ở Trung Quốc có thể mong đợi nhiều đổi mới và dịch vụ hơn để nâng cao trải nghiệm của họ trong việc sử dụng tiền điện tử. Mạng Pi cũng có kế hoạch tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận và giới thiệu các tính năng mới sẽ tăng thêm giá trị cho người dùng. Tăng cường hợp tác, Pinwork sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác với nhiều bên liên quan ở Trung Quốc để mở rộng hệ sinh thái của mình. Những mối quan hệ đối tác này dự kiến sẽ tạo ra sự phối hợp tích cực và thúc đẩy việc áp dụng Bitcoin trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, vân vân. Việc chính phủ Trung Quốc cấp giấy phép hoạt động cho mạng Pi là một thành tựu đáng kể mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng và người dùng mạng Pi. Với khả năng hoạt động trong lĩnh vực chuyển tiền điện tử và thanh toán thương mại tài chính, Pi Quốc sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số ở Trung Quốc. Những thông điệp thúc đẩy đằng sau thành công của mạng Pi Thưa quý vị, trong kỷ nguyên kỹ thuật số hỗn loạn này, Ít ai có thể sánh được với sức mạnh truyền cảm hứng của những nhà lãnh đạo mở mở đường cho tương lai. Công nghệ, một ngày đầy hy vọng, tiếng nói của những người sáng lập trở nên rõ ràng và kiên quyết trong cộng đồng mạng Pi. Với một thông điệp cảm động, Mốt Mizoli gợi ra những khoảnh khắc giác ngộ thể hiện niềm đam mê và sự cống hiến vô bờ bến của tiến sĩ Nicolas Kokalit và tiến sĩ Cheng Zhao Fan hai bộ óc thông minh đứng đằng sau thành công của dự án mạng Pi mang tính cách mạng này. Tiếng nói được nghe thấy trong thông điệp từ những người sáng lập không chỉ là lời nói, đó là một sự rung động nâng cao chảy qua các từ, truyền tải một hình ảnh của quyết tâm sâu sắc và mục đích chân thành. Tiếng thì thầm ngày càng mạnh mẽ hơn. Sự công hiến của những người sáng lập đã đổ vào việc đưa mạng Pi ra thế giới. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng hai người sáng lập này không chỉ ở California. Thông điệp này là một lời mời gọi chúng ta lắng nghe kỹ hơn, suy ngẫm về ý nghĩa sâu xa hơn đằng sau những lời này. Tiếng nói này là minh chứng cho niềm đam mê và cam kết không ngừng của tiến sĩ Nicolas Kokalit và tiến sĩ Cheng Gieo Phan. Trong mỗi lời nói ra, có một niềm tin mạnh mẽ rằng tầm nhìn của họ có sức mạnh thay đổi các mô hình. Đó là tiếng nói xuất phát từ kinh nghiệm, kiến thức và sự chăm chỉ đã góp phần vào sự phát triển của mạng Pi. Những con đường mới, khi tiếng thì thầm lớn hơn, đó là lời kêu gọi tạo ra sự thay đổi, tạo ra những con đường mới trong ngành công nghệ. Thông điệp này cho thấy rằng sự cống hiến của những người sáng lập không chỉ là một khẩu hiệu, mà là chỗ đứng thực sự đưa mạng Pi sang giai đoạn tiếp theo. Đó là lời kêu gọi tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc hơn trong dự án này để nhận ra rằng mạng Pi là thành quả của sự quyết tâm và niềm đam mê không ngừng nghỉ. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng hai nhà sáng lập này không chỉ sống ở California. Những từ này xây dựng một cầu nối giữa người sáng lập và cộng đồng. Họ không chỉ là những nhân vật định hướng cho dự án, mà còn là những người lãnh đạo đặt nền móng cho cộng đồng và nuôi dưỡng niềm tin. Thông điệp này mời gọi chúng ta nhìn xa hơn về vật chất và địa lý để cảm nhận tinh thần đang bùng cháy bên trong họ. Tiếng nói của những người sáng lập như được nghe trong thông điệp này là tiếng nói khơi dậy niềm đam mê và kích thích sự suy ngẫm. Đó là tiếng nói truyền tải tầm nhìn của họ được lồng vào mọi hành động và quyết định. Tiếng nói này là động lực cho cộng đồng mời gọi chúng ta tham gia vào cuộc hành trình này với niềm tin và quyết tâm. Thông qua tiếng nói của mình những người sáng lập đại diện cho tinh thần đổi mới của con người, dệt nên công nghệ bằng sự quyết tâm và cống hiến. Tiếng nói này là ánh sáng giữa những nghi ngờ và là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai mong muốn định hình một tương lai tốt đẹp hơn thông qua thay đổi tích cực. Những hiểu biết sâu sắc của hai nhà sáng lập, Tiến sĩ Nicolas Cocalis và Tiến sĩ Cheng Ze Fan, trình bày hình ảnh của người đã đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của mạng Pi không chỉ là những cái tên đằng sau dự án. Cả hai còn là những kiến trúc sư, trí tuệ, những người đã suy nghĩ cẩn thận từng bước và quyết tâm tạo ra tác động tích cực, đấu tranh tinh thần và tâm linh. Việc nhớ rằng hai nhà sáng lập này không chỉ sống ở California, Hoa Kỳ, mang đến một khía cạnh mới cho câu chuyện của họ. Họ đã thực hiện một hành trình tinh thần và tâm linh trong việc hình thành mạng Pi. Đó là một cuộc hành trình đưa họ vượt ra ngoài ranh giới vật lý và địa lý, tiến vào một lĩnh vực rộng lớn hơn của suy nghĩ và tầm nhìn. Cái nhìn sâu sắc của họ phản ánh sự cống hiến vô hạn của họ để hiểu được tiềm năng của công nghệ tiên tiến. Đó là một cái nhìn mở rộng tầm mắt trước những cơ hội mà những người khác có thể không nhìn thấy. Đây là một viễn cảnh đặt nền móng cho một dự án lớn hơn nhiều, chứ không chỉ là tiền kỹ thuật số. Làm việc chăm chỉ và sáng tạo. Những hiểu biết sâu sắc của những người sáng lập không thể tách rời khỏi sự lỗ lực và làm việc chăm chỉ không ngừng. Tiến sĩ Nicolas Kokalit và tiến sĩ Cheng Fan là hiện thân của một nhà tư tưởng không bao giờ hài lòng với hiện trạng. Họ biến tầm nhìn của mình thành hành động cụ thể, thiết kế các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp. Những hiểu biết sâu sắc của họ là những trụ cột cung cấp cấu trúc và định hướng cho sự phát triển của mạng Pi. Họ không chỉ cung cấp ý tưởng mà còn tinh chỉnh và trao dồi chúng thành các dự án trưởng thành và cạnh tranh. Đóng góp cho cộng đồng Những hiểu biết sâu sắc của hai nhà sáng lập đã đóng góp giá trị cho cộng đồng người tiên phong. Đây là những hiểu biết sâu sắc giúp mở ra những cơ hội mới và làm phong phú thêm trải nghiệm của các thành viên cộng đồng thông qua những nỗ lực của họ. Mạng Pi phát triển thành một hệ sinh thái không chỉ bao gồm công nghệ, đó là một cộng đồng được thúc đẩy bởi một tinh thần tập thể. Có thể thấy cam kết vô tận của hai nhà sáng lập qua sự làm việc chăm chỉ không ngừng của họ, cả hai đều đã dành thời gian và nỗ lực để biến tầm nhìn của họ thành hiện thực. Bất kể thời gian hay khó khăn, họ tiếp tục làm việc để vượt qua những trở ngại và đạt được mục tiêu đã đề ra. Cam kết này phản ánh quyết tâm không ngừng theo đuổi tầm nhìn của họ. Đó là hiện thân thực sự của tinh thần tiên phong và doanh nhân, nhìn thấy cơ hội trong khi những người khác có thể tìm thấy trở ngại. Cam kết với cộng đồng, cam kết vô hạn này cũng được phản ánh trong nỗ lực của họ để biến mạng Pi trở thành một hệ sinh thái có lợi cho cộng đồng. Họ không chỉ tập trung vào các khía cạnh công nghệ mà còn tập trung vào cách công nghệ có thể ảnh hưởng và cải thiện cuộc sống của các thành viên trong cộng đồng. Đó là cam kết tạo ra giá trị lâu dài, không chỉ là lợi nhuận tạm thời cam kết của họ với cộng đồng là chất xúc tác cho niềm đam mê và sự đoàn kết trong cộng đồng Pinwork. Đây là bằng chứng rõ ràng rằng sự đổi mới liên tục đòi hỏi tinh thần đồng đội vững chắc và sự cống hiến. Tạo niềm tin không chỉ bằng lời nói mà là biểu hiện của hành động thực tế và trung thực. Trong bối cảnh của mạng Pi, sự tin tưởng là rất quan trọng vì nó liên quan đến sự tham gia của nhiều thành viên cộng đồng. Tiến sĩ Nicolas và Cheng Phan, đã miệt mài tạo dựng niềm tin này bằng sự cam kết vô hạn của họ. Minh bạch và cởi mở Tạo niềm tin bắt đầu bằng sự minh bạch và cởi mở, hai nhà sáng lập đã chia sẻ cởi mở về tầm nhìn, mục tiêu và tiến độ của dự án với các thành viên trong cộng đồng. Điều này tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự hợp tác cùng có lợi. Khi các thành viên cộng đồng cảm thấy rằng họ đang được đối xử công bằng và được coi là một phần không thể thiếu của dự án, thì niềm tin sẽ tăng lên. Thông qua âm thanh này, tinh thần tập thể lớn lên và phát triển. Tiếng nói của những nhà sáng lập đã kết nối các cá nhân khác nhau thành một tổng thể mạnh mẽ. Đó là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không đi một mình trên hành trình này mà chúng ta cùng nhau hướng tới một mục tiêu. Khi nắm bắt nguồn cảm hứng từ tiếng nói của những người sáng lập, chúng tôi được nhắc nhở rằng sự thay đổi có ý nghĩa bắt đầu bằng cam kết cá nhân. Tiếng nói này là dấu hiệu cho thấy mọi hành động, mọi nỗ lực và mọi quyết định đều có tác động lớn hơn. Chúng tôi được nhắc nhở hãy tiếp tục với tinh thần phấn chấn bởi vì trong tiếng nói này, chúng tôi tìm thấy sức mạnh để thay đổi thế giới bởi Bình Quốc.